các game thủ yêu quý. Đến hẹn lại lên, ngày hôm nay Game Hub sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những tựa game hot nhất ra mắt trong tháng 12 này. Nào, hãy cùng khám phá nhé! Đầu tiên phải kể đến tựa game dành riêng cho các fan ngôn tình đến từ nhà phát hành Gamota, Nhật ký tình yêu. Lấy cảm hứng từ câu chuyện xuyên không phiêu lưu ở thế giới hiện tại, song song với thế giới thời trang đầy mộng ảo cùng âm nhạc nhẹ nhàng bay bổng, Nhật ký tình yêu sẽ đưa game thủ chìm đắm trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào của những cặp đôi mỹ nam mỹ nữ tuyệt sắc trong game. Không chỉ dừng lại ở đó, với thiết kế gần gũi, người chơi sẽ được thỏa thích trò chuyện với trai xinh gái đẹp, tha hồ lựa chọn hình tượng người yêu tương lai và thể hiện vô vàn cung bậc cảm xúc từ yêu ghét đến giận hờn ghen tuông. Tất cả sẽ mang lại cho game thủ cảm giác quen thuộc, không kém gì thế giới ngoài đời thực. Và tiếp theo sẽ là một tựa game nữa cũng cực kỳ hấp dẫn, đó là Tiểu Lý Phi Đao 3D. Đây là tựa game mobile quen thuộc với đề tài kiếm hiệp cổ long do VTC Mobile phát hành tại Việt Nam, ra mắt vào ngày 2 tháng 12 vừa qua. Game thuộc thể loại nhập vai RPG với lối chơi thu thập thẻ bài và cơ chế hành động tự do bán tự động. Mỗi hiệp khách đều tự động chiến đấu, vận dụng và sử dụng các kỹ năng thông thường hết sức linh hoạt. Đặc biệt, Tiểu Lý Phi Đao 3D được xây dựng trên nền tảng đồ họa 3D với phong cách freestyle tươi sáng bắt mắt. Tạo hình nhân vật chân thực giống với nguyên tác đến 90%, chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị cho người chơi. Và sẽ rất là thiếu sót nếu không nhắc tới loạn chiến sa thành của nhà phát hành Asiasoft, tựa game vừa được ra mắt hôm 5 tháng 12 vừa qua. Loạn chiến sa thành là game mobile 2D để tản mạng ảo thuộc thể loại MMORPG. Game không chỉ kế thừa những tinh hoa của Legend of Sabak mà nó còn đem đến cho game thủ những tính năng đáng nhớ của các tựa game online cổ điển đời đầu. Gameplay của loạn chiến sa thành đi theo phong cách MMORPG truyền thống, sử dụng cơ chế chiến đấu target nhưng với hệ thống auto tiện lợi, người chơi cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn khi điều khiển nhân vật của mình trên điện thoại. Game còn có những tính năng đặc biệt và riêng có như hệ thống Pega rất đa dạng, phong phú và không kém phần kịch tính như vương thành chiến, võ lâm tranh bá, thách thức đấu trường, tranh đoạt bảo vật hay Pega tự do ở khu vực không an toàn. Nếu thường xuyên theo dõi bản tin game mobile của Game Hub, chắc các bạn vẫn còn nhớ các thông tin về siêu phẩm tới từ Hàn Quốc Vua Chiến Hạm đúng không nào? Vậy thì đây sẽ là một thông tin cực vui, Vua Chiến Hạm đã chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 12 vừa qua. Vua Chiến Hạm mang lại cho người chơi cảm giác vô cùng hấp dẫn với cơ chế tùy biến cực kỳ đa dạng và hàng loạt chủng tàu chiến hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Hệ thống hoạt động của game cũng rất phong phú, từ các chế độ phổ thông nhất như vượt ải, ải tinh anh, đấu trường xếp hạng cho đến những tính năng chỉ Vua Chiến Hạm mới có như huyết chiến đại Tây Dương, kho báu hải tặc, leo tháp. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi, vậy còn chần chờ gì nữa mà không tải về và trải nghiệm thôi. Cuối cùng sẽ là một tựa game cũng xuất phát từ thị trường Hàn Quốc và có cái tên rất cuốn hút, đó là TOP đấu trường sinh tử. Theo thông tin Game Hub được biết, Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên phát hành tựa game này. Dù vậy, trong đợt alpha test vừa qua, game đã nhận được sự quan tâm của đông đảo game thủ trong nước và cả từ các quốc gia khác như Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Brazil. Với ba lớp nhân vật, quỷ kiếm, sát thủ, phù thủy, mang những ưu khuyết điểm khác nhau, người chơi sẽ phải nghiên cứu chiến thuật hợp lý để phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu khi chiến đấu. Ngoài ra, game thủ TOP đấu trường sinh tử còn được trải nghiệm cốt truyện hấp dẫn, luyện tập kỹ năng chiến đấu thông qua hệ thống boss cực khủng, các hoạt động phụ bản, đấu trường PvE đa dạng. Game sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Hãy cùng đón chờ nhé! Trên đây là 5 tựa game hấp dẫn sẽ ra mắt game thủ trong tháng 12 này. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ. Và đừng quên theo dõi các số tổng hợp tiếp theo để cập nhật các tựa game mới nhất nhé. Bye bye!